Rồi bây giờ mình đã record rồi. Đấy vậy là coi như là buổi học đã xong rồi nha các em. Bây giờ chúng ta chỉ là khúc cuối thôi ha. Còn cái khúc đầu hay nhất của buổi học thì mình đã học xong rồi đúng không các em? Cho cái bọn xem lại nó không có được xem những cái phần mà hay nhất của trò chơi, đúng không? Buổi học quan trọng nhất là 5 phút đầu. 5 phút đầu xong là coi như xong hết rồi đó. Đúng không các em? Nếu mà đúng thì comment với thầy coi coi. Rồi các em đã in đề cương chưa? Ai in đề cương rồi comment 1 thầy coi. Ai chưa in comment 2 nè. Này học hay ghê à. Này, 5 phút đầu quan trọng lắm. Không lên học trực tiếp là không có được học mấy phần đó đâu. À giờ là tất cả đã in đề cương hết rồi đúng không? Rồi hôm nay thầy dạy tiếp phần từ câu 26 cho đi ha. À cái phần này nó rất là quan trọng, sẽ giúp cho chúng ta vững nền tảng nè. Cho thầy hỏi những đứa đang ở đây, đứa nào trường đã học cái chương 3 comment 3, đứa nào trường vẫn đang học chương 2 comment 2, đứa nào mà giờ này chưa qua được chương 2, chưa qua được chương 3 mà vẫn còn học chương 1 thì comment 1 coi. 3, 2, 3. Thằng Đạt giờ này vẫn còn chương 1 hả? Có bị ngáo không? Thiệt không Đạt? À, đa số là chương 2 ha. Rồi. Giờ là câu số. Rồi là câu số 27. 26 chứ 26 làm chưa các em? 26 làm chưa các em? 26 chưa đúng không? Vậy thầy sửa có 26 nha. Rồi look at the paper, listen to me nè. À, bây giờ là thầy đã giảm cái thời lượng học đi rất là nhiều để cho các em gọi là chịu được cái nhiệt độ trên trường rồi. Thì các em cố gắng làm bài cho đầy đủ ha. Dạo này là chị phê bình là các em là hơi lười làm bài ấy. À, một nhóm ở đây thì vẫn làm tốt nè. Nhưng mà các bạn mà xem lại đấy thì xem lại cách học của mình ha. Rồi bây giờ bài này nó cho mạch là điện RLC ghép nối tiếp. Mạch RLC đúng không? Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U bằng U0 cos omega t cộng B chia 2. Rồi vậy thì chúng ta có được cái phương trình của U. U0 cos omega t cộng B chia 2. Nhìn vẫn rõ chứ hả các em? Hơi sáng đúng không? Giảm sáng lại một tí. Giảm sáng lại một tí. Đấy. Giảm chói lại một tí. Được chưa? Được rồi ha. À, rồi. U0 cos omega t cộng B chia 2. Cường độ dòng điện Y qua mạch. Chữ này là chữ Y nhỏ nha em. Y nhỏ ha. Y nhỏ. Y nhỏ bằng Y0 cos omega t cộng B chia 6. Đây giờ tập tiếp nè. Mạch này gồm 2 trong 3 RLC. Mình đọc kỹ chỗ này chưa? À, vậy nó không phải là RC mà là 2 trong 3 RLC. Hiểu ý không các em? Mình đọc sai đề là mình làm sai đó ha. Thầy có soạn đề cho kiểm tra giữa kỳ không thầy? Bây giờ thì giữa kỳ thi xong hết rồi mấy em. Ai thi giữa kỳ rồi comment 1 coi. Ai chưa thi comment 2 nè. 2 trong 3 RLC. À. Hôm nay thứ mấy? Hôm nay thứ tư đúng không? Rồi ok. Vậy thứ 6 này thầy ôn thi giữa kỳ ha. Ôn thi giữa kỳ chương 1, chương 2 ha. Thứ 6, thứ 7 ôn thi giữa kỳ chương 1, chương 2 được không? Rồi ok. Phương trình U bằng U0 cos omega t cộng B chia 2, Y bằng U0 cos omega t cộng B chia 6. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ, khi mà em gặp cái bài mà cho một phương trình U cho một phương trình Y thì ngay lập tức em lấy phi U trừ phi Y. Nhớ giùm thầy là khi mà em học với thầy thì em quên hết tất cả những kiến thức học ở trường đi ha. Tại vì thầy dạy nó không có một công thức nào giống trường cả. Cho nên giờ mà em làm thì em làm theo cách của thầy. Đừng có làm theo trên trường ha. Làm theo trên trường là toan ấy. Mình lấy cái phi U nè, mình trừ phi Y nè, B chia 2 trừ B chia 6 nó ra là B chia 3. Đúng vậy không ta? Cộng B2 trừ B6 ra B chia 3. Thầy đang dạy tài liệu trang số 7, số 8 thì phải. Đúng rồi, trang số 7, số 8 ấy. Phi U trừ phi Y bằng B chia 3 ha. Phi U trừ phi Y bằng B chia 3. Điều này có nghĩa là Y là một đường ngang, đúng không em? Và Z toàn mạch là một đường hướng lên như thế này. Z toàn mạch là một đường hướng lên như thế này. Thấy không em? Vậy thì sẽ có những thằng nào
kết hợp lại để tạo ra cái giới tầng mạch như thế này em. Nếu như mạch có hai thằng thì nó sẽ bao gồm là R là một đường ngang, ZL là một đường hướng lên. Đúng không em? Góc này là B chỉ 3. Đúng không? Nếu mà mạch có ba thằng thì y vậy. R là một đường ngang để mà tạo ra góc B chỉ, góc Z như thế này. Rồi, ZC là một đường hướng xuống. ZL là một đường hướng lên. Đúng không? Mà bài này nói là mạch này chỉ chứa hai trong ba phần tử. Như vậy chúng ta thấy cái mạch này là cái mạch được chọn nè, cùng là tạo ra U sớm pha hơn Y một góc là 60 độ. Ha. À, thì nếu như mà mạch gồm có hai phần tử thì nó sẽ là R và ZL. Nếu ba phần tử là R, ZL và ZC, trong đó ZC ngắn hơn ZL. Ok chưa? Vậy thì mình sẽ có được đáp án là câu A, 26A. Dễ đúng không các em? Ai hiểu rồi comment A giùm thầy coi. Rồi, qua câu 27 nè. 27. 27 xin đề bài nói gì? 27 hen. Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nói tiếp, nếu tăng tần số của hệ điện thế xoay chiều đặt vào hai đầu mạch điện thì tăng tần số đúng không? Tăng tần số. Vậy thì mình xem ha. Tăng tần số. Bài 3A là đầu tiên ở đây mạch RLC mắc nối tiếp. Mình sẽ thấy cái chữ dung kháng và chữ cảm kháng. ZL thì bằng L omega. Có nghĩa là L 2B F. Đấy. F tăng thì ZL tăng. Đúng không? ZC bằng 1 chia C omega. Nếu như mà vậy thì nó bằng là 1 chia C 2B F. Cho nên F giảm. À, thay nhầm. F tăng thì ZL, ZC sẽ giảm. Như vậy chúng ta dễ dàng chọn được đáp án là khi mà mình tăng tần số. Tăng tần số thì cảm kháng tăng. 27 là đáp án là câu D ha. Chào trực nha. À, tổng trở thì nó không liên quan ha. Tổng trở nó không quyết định được. Công suất cũng không quyết định được. À, thầy có chứng minh câu A và câu B cho các em xem nè. Tổng trở Z sẽ bằng là căn bậc 2 của R bình cộng ZL là L omega, ZC là 1 chia C omega. Đúng không? Vậy thì khi mà ZF tăng có nghĩa là omega tăng. Đúng không? À, thì nó làm ZL tăng. Nhưng mà omega tăng cũng làm ZC tăng. Cho nên hiệu hai cái này nó cũng không thay đổi gì cả. Đúng không em? À đâu? ZC giảm. Omega tăng thì ZL tăng. Omega tăng thì ZC giảm. Đúng không? À, một thằng tăng, một thằng giảm. Thì nó làm cho Z bằng mặt là tổng trở. Tổng trở thì thế nào đây? Đọc kỹ lại đề nha. Tăng tần số thì ZL sẽ tăng. ZL sẽ tăng thì ZC sẽ giảm. À, vậy hai cái này trừ nhau. Hai cái này trừ nhau. Thì cái ZL và ZC nó tăng. Nếu vậy thì Z cũng tăng. Đúng không? Thì tổng trở tăng cũng là hợp lý nè. Tăng tần số, tổng trở tăng. À nhưng mà có khi tổng trở nó sẽ giảm em. Em hiểu không? Có khi tổng trở nó sẽ giảm. Tại vì nếu như cái này câu A này, thì sẽ phân tích câu A kỹ một tí cho các em hiểu nè. À, nếu như mà ZL tăng mà ZC giảm đúng không? Nó sẽ có hai tình huống xảy ra. Nếu như ban đầu mà mạch nó đang hướng xuống như này. Đúng không em? Nó đang hướng xuống như này. Có nghĩa là cái đường nét đứt này sẽ bao gồm ZL như thế này và ZC như thế này. Đúng chưa? Mà ZL tăng lên. Rồi ZC thì giảm xuống. ZC thì giảm dần xuống. Thì khi đó cái Z toàn mạch nó sẽ đang dày và nó quay qua như vậy. Vậy lúc này tổng trở đang giảm. Chỉ khi nào mà tần số tăng nữa làm cho ZL tiếp tục tăng nữa thì nó quay qua với bên này. Thì lúc đó F tăng dẫn đến ZL tăng mới dẫn đến Z tăng. Vậy thì F tăng có thể làm cho Z giảm khi mà nó đang nằm dưới như quay lên như này. Và có thể làm cho Z tăng. Cho nên câu A là câu không được chọn. Em hiểu ý này không? Em hiểu ý này không? Nếu mà em hiểu rồi em comment 1 giùm thầy coi. Em comment 1 cho thầy nếu em hiểu ý này rồi. Ai chưa hiểu comment 2 nào. Còn ai có ý kiến gì không?
Ai chưa hiểu comment 2. Rồi ok. 27 đáp án là câu D ha, cảm kháng tăng là chính xác rồi ha. Khi ép tăng sẽ làm cho cảm kháng tăng. Thì giảng lại câu 27A một lần nữa nè, lỡ giảng rồi thì giảng cho nó tới luôn. Ha, 27A nè. Nhìn kỹ nha. Một tình huống là ép tăng lên sẽ làm cho ZL tăng và ZC giảm. Nếu như ban đầu cái mạch nó như thế này, y như thế này. R là một đường ngang, ZC hướng xuống, ZL hướng lên. Lúc này cái Z toàn mạch nó như thế này. Đúng không? Và khi mà ép tăng làm cho ZL tăng lên nữa. ZL tăng lên nữa thì lúc này cái Z toàn mạch nó lại bị chéo lên thêm nữa. Đấy, thì lúc này là ép tăng dẫn đến là Z tăng. Em hiểu không? Và nếu lúc đầu mà mạch đang cảm kháng, lúc đầu mạch cảm kháng. À, lúc đầu mà mạch cảm kháng thì ép tăng dẫn đến Z toàn mạch tăng. Nhưng mà nếu như lúc đầu y như này, R như này, ZL như này, ZC như này. Đúng không? Vậy thì đây là Z toàn mạch sẽ hướng xuống lúc ban đầu á. Vậy thì cái tình huống này là mạch dung kháng. Mạch dung kháng. Mạch dung kháng mà bây giờ mà mình làm ép tăng lên. Đấy, có nghĩa là cái này nó sẽ tăng lên và cái này nó sẽ giảm xuống. Thấy không em? Thì lúc này Z toàn mạch nó sẽ bắt đầu lệch về hướng này. Đấy, và em thấy nếu mà ban đầu nó như vậy mà khi ép tăng lên làm ZL tăng và ZC giảm, cuối cùng nó bị lệch qua như vậy thì em thấy điều gì xảy ra? Z đang giảm. Em thấy được không ta? Ép tăng. Đó, làm cho Z giảm. Thấy không? Như vậy câu A là sai. Hiểu ý này chưa các em? Tổng trở chưa chắc đã tăng, có lúc nó sẽ tăng lên nếu mạch ban đầu là cảm kháng, có lúc sẽ giảm nếu mạch ban đầu là dung kháng. Hiểu ha? Còn ai hiểu nữa comment một giùm thầy nè. Ai chưa hiểu comment 2. 27 xong, thầy qua câu 28 nha. 28. Một mạch điện xoay chiều gồm 2 trong 3 phần tử RLC, 2 trong 3. RLC. Hiệu định thế hiệu dụng giữa hai đồ động mạch là U bằng U0 cos omega t trừ B chia 2. Đấy. Thế cường độ dòng điện trong mạch là I bằng I0 cos omega t trừ B chia 6. Đấy, thì nó lúc này nó là thi mạch điện gồm có cái gì ở trong. Em gặp một cái bài mà em thấy có hai phương trình U và Y thì ngay lập tức lấy phi U trừ phi Y, nhớ cách làm mà thầy dạy, đừng học cách ở trên trường ha. À, kể cả ký hiệu luôn nha, học trên trường nó cho những ký hiệu khác cái quy luật của thầy là mình cũng toan ấy, học sao học một một cái hướng thôi. Cái này sẽ là trừ bi chia 2 trừ cho trừ bi chia 6. À, em sẽ ra được là trừ bi chia 3. U chia Y mà ra trừ bi chia 3 ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là Y là một đường ngang và Z nằm dưới như thế này. U chậm pha hơn Y một góc là bi chia 3. Thấy được không em? U chậm hơn Y một góc là bi chia 3. À, cho nên phi U trừ phi Y bằng trừ bi chia 3. À, để tạo được cái hình này thì nó sẽ có mấy cách. Nếu mà mạch chỉ có hai phần tử nó sẽ bao gồm R và ZC. Nếu mà mạch có 3 phần tử thì nó sẽ ra cái hình như thế này. Nó sẽ ra cái hình như thế này. À, phải có R, phải có ZL ngắn, phải có ZC dài. Thấy được không em? Đấy. Ở đây đề bài nói là 2 trong 3 phần tử. Thấy không? Cho nên mình chọn đáp án là câu này. Mạch có R và C. Mạch có R và C thì mình chọn đáp án là 28. C ha. À, ai làm đúng comment C xem nào. Ai đã hiểu comment C xem nào. Ai vẫn chưa hiểu comment 2. Tôi thắng xong lên. À, mấy nay học mệt không các em? À, chỗ các em bây giờ là đang được học off hay là học on vậy các em?
On hả? Có ai được học off không? Có ai được học off không? On ha. À, vừa học off 2 ngày chuyển qua on, dịch nó dữ quá mà. Ai chích ngừa rồi comment 1 thầy coi. Ai chưa chích ngừa comment 2. Ừ, mấy đứa mà chích ngừa rồi chắc là ở thành phố, ở mấy cái tỉnh lớn, ở trung tâm ha. Mấy đứa nào chưa chích cẩn thận nha bay. À, tao không muốn nghe tin xấu về học trò đâu nha. Ở thành phố Hồ Chí Minh là lớp off của thầy là bị cách ly hơi bị nhiều á. Giữ mình nha bay. 28. Rồi 28. 28 xong rồi. 29. 29 đọc đề nè. Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp thì mạch RLC đúng không? Mạch RLC thì có thể cái mạch nó sẽ như thế này, Y là một đường ngang. R là một đường ngang đại diện cho UR. ZC là một đường ngang đại diện hướng xuống, vuông góc hướng xuống đại diện cho UC. Và ZD là vuông góc hướng lên đại diện cho UL. Và Z toàn mạch là đường nối lại như thế này, đại diện cho U toàn mạch. Ha. Vậy thì cái đầu tiên mà em phải nhìn ra là UR sẽ cùng pha với Y. UL sẽ sớm pha hơn Y một góc là B chia 2. Bây giờ mình sẽ phân tích câu A nè, tập trung cho kỹ ha. Nông thôn vẫn tập được tiêm đầy đủ, vậy là mừng rồi. Rồi đọc câu nhìn câu A với thầy ha. Y nhỏ bằng U nhỏ L chia cho ZL. Vậy thì em phải biết là cái mà mình học công thức là gì? Y bằng U nào chia Z nấy. U này là U hiệu dụng, Y này là Y hiệu dụng, không hề có tức thời ha. Điều này đồng nghĩa với việc là Y bằng UR chia R bằng UL chia ZL bằng UC chia ZC bằng U toàn mạch chia Z toàn mạch. Đấy, rồi. Được không? Giờ mà mình ra được như thế này thì đúng. Còn cái này là Y nhỏ, U nhỏ là chưa đúng ha. Vậy thì em phải hiểu rằng Y nhỏ của chúng ta nó chính là phương trình ha, phương trình Y0 cos omega t cộng phi y, thầy viết tắt như vậy cho nó dễ hiểu ha, cho nó ngắn gọn phi y. Rồi, bằng UL là U0L cos omega t cộng phi l. Đấy, chia cho Z này là ZL ha, UL chia ZL, đây UL chia ZL. ZL. Được không? Rồi, Y0 với U0 thì nó chính là y hiệu dụng nhân căn 2 cos phi y, được không? Bằng U hiệu dụng nhân căn 2 cos phi l, đúng không em? Chia cho Z. Này là UL căn 2 nè, hiệu dụng nè. Căn 2 với căn 2 đơn giản đi. Vậy thì em thấy chỗ này Y nè bằng UL chia ZL nè là hoàn toàn đúng rồi ha. Nếu như mà mình có thể đơn giản được hai cái thằng cos này với cos này là coi như bài toán xong. Đăng lên Facebook thì chắc chắn là rõ rồi, em yên tâm. Được không em? Này, triệt tiêu cái này, coi như bài toán xong. Nhưng mà ở đây em sẽ nhìn thấy phi y với phi l nó cùng pha không em? Phi y đây, phi l đây, nó vuông pha nhau. Nó vuông pha nhau có nghĩa là phi y với phi l không bằng nhau, có nghĩa là cos phi y với cos phi l không bằng nhau. Đúng không? Và nếu như thế thì cái dấu bằng này nó không xảy ra được. Em hiểu không ta? Cho nên suy ra là A sai. Ai hiểu chỗ này comment một giùm thầy coi. Rồi tốt em. A sai ha. Qua câu B nè, phân tích câu B với thầy. Y bằng UR chia R. Câu B. Y bằng U tức thời nha, R chia R. À, và chỗ này nó tương đương. Y này chính là Y hiệu dụng căn 2 cos phi y bằng UR là UR hiệu dụng căn 2 bút hết mực rồi. Cos cho thầy đổi bút nha.
Hào hức quá. UR căn 2 cos của phi R. À vậy thì với biểu thức này em sẽ thấy điều gì ở đây? Y với R nó cùng pha nhau. Đúng vậy không ta? Y với R nó cùng pha nhau, cho nên cos phi y này nè, nó đơn giản được với cos phi R. Đấy, cho nên em sẽ thấy là chỗ này chỉ còn lại y bằng UR chia R. À, y bằng u nào chia z đấy, nó thỏa mãn nè, đúng không? Cho nên suy ra là chọn B. Ai hiểu bài này rồi comment B giùm thầy coi. Ai hiểu bài này rồi comment B giùm thầy, cho thầy nghe điện thoại xíu nha. Ai hiểu bài này rồi comment B giùm thầy. Ủa nãy giờ tụi bay có nghe thầy nói gì không? Nghe comment một giùm thầy coi. Tụi bay có nghe thầy nói không? À rồi 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 rồi. Tụi bay nghe qua cái micro của Zoom đúng không? Rồi. Bây giờ tụi bay vẫn nghe không? Tụi bay có nghe không? Nhưng mà có khác gì với hồi nãy không? Nghe cái giọng bây giờ có khác gì với hồi nãy không? Có khác gì không em? Nó cũng y thế hả? À, không nghe được luôn á. Sao không nghe? Vô lý. Nghe không? Nghe rõ không? Nghe bình thường mà. Bình thường mà đúng không? Không nghe gì ạ? À? Bình thường đúng rồi, đứa nào không nghe là có vấn đề gì rồi đó, không nghe là có vấn đề đó em. Em giỡn. Ok, chờ thầy tới thì tắt cái mic. Hồi nãy giờ là không nghe gì các em. Giờ mới nghe lại đúng không? Giờ mới nghe được đúng không? Rồi ok, thầy hiểu rồi, thầy hiểu rồi. Bây giờ đã hiểu nguyên lý của nó rồi. Đần, đần, hiểu rồi ha. Rồi, hiểu rồi. Vậy thì câu 29 á, mình chọn đáp án là câu B. Câu C thì nó là UC chia ZC, thì chỗ này phi Y nó không cùng pha với phi C. U toàn mạch, Y toàn mạch mà U toàn mạch với Z toàn mạch, phi Y nó cũng không cùng pha với U toàn mạch ha. Đấy, như vậy thì chúng ta chọn B là hoàn toàn chính xác. 30 nè. 30. Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp thì độ lệch pha giữa hệ điện thế hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch là phi U trừ phi Y trừ phi U bằng pi chia 3. Đây đề bài cho nè. Thì phi y trừ phi u bằng pi chia 3 có nghĩa là y nằm trên, u nằm dưới, đúng không em? Nếu vậy thì mạch này là dung hay cảm? À, mình có thể nói mạch này là dung đúng không? Khúc này sẽ là R, khúc này sẽ là ZC trừ ZL. Chúng ta chọn được đáp án là câu
D. 30 đứa nào không nhìn ra được câu D thì đem bắn bỏ. Không, ý mình là thầy hiểu nguyên lý, mình sợ mai mốt thầy có ý chơi khăm gì chứ hồi nãy thầy nghe điện thoại mình biết á. Ok. Rồi, câu số 30 xong ha. 31 nè. Hệ số công suất của mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp khi có phi bằng 1 thì ta có 31. Có phi bằng 1, trước hết mình phải ôn lại hệ số công suất là gì đã. Ha. Y là một đường ngang, R là một đường ngang trùng với Y, ZC là một đường hướng xuống, ZL là một đường hướng lên và chúng ta có đường này là đường Z toàn mạch đại diện cho U toàn mạch và đây được gọi là góc phi mà đề bài thường hay nói. Và chúng ta sẽ có cái gọi là hệ số công suất. Trong tài liệu chúng ta có rồi ha. Hệ số công suất nó được gọi là chữ cos phi. Đấy, cos phi được gọi là hệ số công suất nha em. Và công suất nó được tính theo công thức là P bằng hai công thức ha. Một là R Y bình. Hai là U Y cos phi. Nhắc lại lần nữa, cos phi này được gọi là hệ số công suất. Đúng không? Trong bài biến thi mình cũng là nói hoài. Vậy thì khi mà cos phi bằng 1 thì em phải hiểu điều gì xảy ra? Cos phi bằng 1 bấm máy tính là một cái ship code thì nó sẽ ra là phi bằng 0. Phi bằng 0 có nghĩa là góc này bằng 0 nè, có nghĩa là U nằm ngang cùng pha với Y. Tương đương với lại là U và Y cùng pha. Giờ hỏi trả lời nhanh nè, hỏi đáp nhanh nè. U Y cùng pha thì là công thức số mấy, ai comment được nè, 7 viên ngọc rồng nó sẽ là công thức số mấy? Đúng rồi, ba ha, không nhìn ha, 7 viên ngọc rồng là giờ phải nhớ luôn. U Y cùng pha thì mình biết ngay đó là một trong những tính chất của 7 viên ngọc rồng thì mình suy ra được tất cả các tính chất còn lại ha. Đây là mạch cộng hưởng đấy, mình suy được tất cả tính chất còn lại. Bây giờ mình dò đáp án nè, chọn câu trả lời sai. Với câu A này Y bằng U chia R, Y bằng U chia R là công thức số mấy em? Công thức số 6. Cho nên câu A đúng, mình không chọn. P bằng U Y, P thì bằng U Y cos phi mà cos phi bằng 1 thì P bằng U Y là hoàn toàn đúng, đúng không? Đây là không có công thức nào cả. Là công thức của P ha, nhưng mà câu B nó cũng đúng luôn. Đúng không? Rồi câu C nè. L C bằng L omega bình, vậy thì mình mới phân tích nè. À, liên quan tới L C omega đúng không? Mình sẽ có công thức số 4. Công thức số 4 là gì các em? F. Công thức số 5 là gì? Omega bằng 1 chia căn LC. Công thức số 5 bóc ra đây ha. Omega bằng là 1 chia căn LC. Điều này có nghĩa là C bằng 1 chia omega bình L. Thấy được điều này không em? Thì đá C lên, đưa omega xuống. Đấy, rồi nhìn coi. C bằng 1 chia omega bình L. Chỗ này là C bằng L chia omega bình. Thấy sai chưa? Suy ra C sai. Chọn C. Đấy, hiểu chỗ này rồi comment C giùm thầy nè. Đó. Và mạch cộng hưởng thì câu D nè. Mạch cộng hưởng thì chúng ta có cái công thức số 2 là R bằng Z, tức là R chia Z, Z chia R bằng 1 là đúng ha. Dạy online hay off thầy máu hơn thầy như nhau à em? Off thì nó sẽ có thêm một cái màn, đó là màn cầm cây đi vòng vòng trong lớp đọc. Ok, dùng ZL bằng ZC công thức số 1 cũng được em ha. À, nếu như mà học lớp off á, thì thường thì tới 7 viên ngọc rồng thầy sẽ nói, thầy nói hoài rồi, thầy sẽ cầm cây đi vòng vòng cả lớp thầy kiểm tra, đứa nào viết không được thì ăn cây. Các em có thích điều đó không? Lớp áo nó có một cái đặc sản và được ăn đọc thôi. Và tụi bay biết á, là người ta đọc là nó đau, còn thầy á, là thầy đánh, có nghĩa là thầy truyền năng lượng. Phải tưởng tượng tao là một cái người giống như là thần linh á. Tụi bay hồi xưa tụi bay coi phim chưởng, tụi bay thấy không, tụi bay coi phim chưởng mà mấy thằng mà nó bị trúng độc á, xong cái nó bị được mấy cái ông lão sư ở trong mấy cái tịnh thất á, truyền nội công ngồi chưởng cho lưng nó, bắt đầu nó sẽ được truyền nội công và được giải độc. Tụi bay tưởng tượng là tụi bay là những cái đứa mà nó bị là
cái độc ngu nó bị tồn đọng trong đầu nè, thì mỗi lần mà cái cây ra mà nó đập xuống một cái người ta đang truyền năng lượng, tụi bay là tụi bay cho nên thông minh hơn, đẩy mấy cái ngu ra ngoài, hiểu không các em? Không, vào Sài Gòn đừng rủ thầy uống cà phê ha. Vào Sài Gòn đang rồi, rồi Sài Gòn thì thông báo cho thầy để thầy sắp xếp lớp cho vào học lớp off một buổi cho vui ha. Nhớ 32, trong mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp với tụ điện C thể hiện điện thế hai đầu mạch L với C. À, L với C, vậy thì em nhớ giùm thầy là trong mạch điện xoay chiều có hai thằng L với C, thì chúng ta sẽ có y như thế này, một là C ngắn L dài, lúc đó giáp tầm mạch là như này, thấy không? Hai là L ngắn C dài, lúc đó giáp tầm mạch là như này. Vậy thì cho dù có là lên hay xuống thì nó đều là góc bị chia hai, thấy không em? Đấy, cho nên câu A là pha với cường độ dòng điện trong mạch như vậy là A là sai nè, đúng không? Nó phải lệch đúng bị chia hai cơ. B nhanh pha hơn bị chia hai, C chậm pha hơn nhanh pha hơn một góc là trừ bị chia hai, thì cả hai câu B và C đều đúng nhưng mà thiếu. Cho nên cái câu đầy đủ nhất chính là giác này đại diện cho U đúng không? Đấy thì là U bằng trị tuyệt đối UL trừ UC. Đấy, nếu như mình xem nó là giác thì giác sẽ bằng trị tuyệt đối của ZL trừ ZC. À, nếu như mình xem nó là U thì là UL trừ UC. Đấy, cho nên đáp án đúng là câu D 32, hiểu thì comment D giùm thầy nào. 32 thì hiểu comment D giùm thầy. Minh Thư là học Minh Thư là bên Thủ Đức đúng không? Ừ, Thủ Đức có thể chạy qua chỗ thầy học được ha. Nhưng mà thấy dịch này thấy căng lắm em, nhiều khi khó. À, thành phố à, Minh Thư Bình Chánh. Thành phố Hồ Chí Minh là đề xuất là cho học học off. Đề xuất là cho học off mà, nhưng mà dịch vậy sao học. Bây giờ ví dụ thầy hỏi ví dụ nè. À, nhà em đi, em chích ngừa rồi đi. Ba má em chích ngừa rồi. Ba em cũng chích ngừa rồi, nhưng mà nhà em có một người lớn tuổi, thì cho dù chích ngừa rồi thì mình vẫn cũng không có dám tự tin lắm, em hiểu ý thầy không? Thì là làm sao dám cho đi học, thì cái đứa trẻ nó chích ngừa rồi thì đi học thì nó cũng an toàn đấy, nhưng mà lỡ nó lây cho người nhà thì sao, đúng không? À, cho nên có nhiều cái tình huống mình cũng không dám chắc chắn được. Rồi câu số 33 này. Chọn câu trả lời sai, trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp thì vẽ cái hình ra R L C vẽ đại thôi. Đây là đường bằng mạch, đúng không? Vậy thì em sẽ thấy R sẽ cùng pha với Y, đúng không? L sẽ sớm pha hơn Y góc bi chia 2. C sẽ trễ pha hơn Y góc bi chia 2. U sẽ lệch pha với y một góc phi. Đây là cái lý thuyết cơ bản mình phải nắm ha, cho nên y trễ pha hơn UL góc bi chia 2, y với UL đúng, không chọn. R trễ pha hơn UC góc bi chia 2, đây R đây, C đây. Nếu mà mình muốn so sánh tịnh tiến C qua đây, đúng không? Tịnh tiến cái đuôi này nè. Tịnh tiến cái đuôi này nè, qua ngay đây. Đấy, vậy thì em sẽ thấy là R sớm pha hơn C một góc là bi chia 2. Trong khi đề bài nói R trễ pha hơn C một góc là bi chia 2 là sai. Cho nên là dễ thấy B sai. Chọn B. Ok không các em? Ha, R trễ pha hơn L là đúng. C trễ pha hơn Y là đúng. Được chưa? Đáp án là câu B. Hiểu thì comment B giùm thầy. Mấy lý thuyết này mình phải hiểu sâu nha. 34. 34 nè. Đúng, chỗ này hơi chói, hạ xuống tí. C hay B? À, B, B, B. B hả? Đấy, nhiều khi là cái tay mình, cái mắt mình thì nhìn B mà cái miệng mình đọc C mà. À, các bộ phận cơ thể nó không có kết nối được với nhau. À, cho nên là mình đi thi mình phải cẩn thận mà, biết làm chưa chắc đã thành công, phải rèn luyện rất là nhiều. Tại sao mà thầy cứ bắt các em làm lại, một số đứa là nó không chịu nổi áp lực. À, là thúc ép hết cỡ rồi đó, là nói vậy thôi chứ bây giờ kích nó ra khỏi nhóm cũng cho nó vô học lại, tại vì cái việc mà bắt các em làm rồi ép các em làm bài hù đuổi các em ra khỏi nhóm
nó chỉ mang tính chất là thúc ép để các em chịu học thôi, chứ nó không phải chứ mang tính chất là làm cho các em phải bị nghỉ học, em hiểu không? Nhưng mà phải cố gắng làm bài với để mà bị kích ra rồi xin vô, kích ra rồi xin vô, còn gì danh dự nữa, đúng không? Câu số 34. Cho mạch thể điện RLC thì hiện thế giữa hai đầu động mạch nhanh pha hay chậm pha so với cường độ dòng điện trong mạch phụ thuộc vào. À, ý nó nói là đây, nhanh pha nè, chậm pha nè. Ở chỗ này sẽ là R, chỗ này là ZC, ZL. Chỗ này là R, ZC, ZL. Công thức chung là tan phi ha, công thức này trên trường có dạy rồi nè, đứa nào học chương 3 thì sẽ dạy rồi. Tan phi bằng là ZL trừ ZC chia R. Điều này đồng nghĩa tan phi bằng là L omega trừ 1 chia C omega chia R. Vậy thì phi này nó phụ thuộc vào L C omega R. Đúng không em? À, và ở đây nó hỏi là nhanh pha hay chậm pha. Nhanh hay chậm hơn thì nó lại không phụ thuộc vào R. Em hiểu không? Tại vì R có bao nhiêu thì chỉ cần L C omega thì nó sẽ biết được là hướng lên hay hướng xuống. Đúng không em? Tức ý là để tính phi này một cách chính xác thì cần phải biết con số của R. Còn mà quyết định nhanh hay chậm hơn thì chỉ cái tử số này là đủ rồi. Em hiểu không ta? Tử số mà dương thì là nhanh hơn, tử số mà âm thì là chậm hơn. Hiểu comment một giùm thầy. Do đó đáp án đúng của bài này nó phải là câu A. 34. À, hiểu comment một giùm thầy. Đấy, có những cái lý thuyết mà nó họ đòi hỏi chúng ta phải hiểu sâu, còn hiểu mà lơ mơ lăng man là chưa đủ ha. Để tính phi ra một con số chính xác thì cần phải có R, nhưng mà để biết là nhanh hay chậm hơn thôi thì ZL mà nhanh lớn hơn thì nó ra số dương là nhanh hơn, ZL mà nhỏ hơn nó ra số âm là chậm hơn. Vậy thì hoàn toàn không phụ thuộc vào cái R ở dưới, chỉ phụ thuộc vào cái tử số thôi, đúng không? Cho nên nhanh hay chậm hơn chỉ phụ thuộc số, tức là L omega C ha. Tập 33 thầy qua câu 34 nè. 34 qua 35 chứ. 35. Rồi một câu về bảng biến thiên được em. Vẽ cái bảng biến thiên ra thầy coi coi. 35. 35 bài này là phải phân tích kỹ á. 35. Chọn nhận xét đúng. Trong mặt điện xét chiều RLC magnetic thì hệ số công suất, hệ số công suất nha. À, giảm dần khi tần số dòng điện giảm. Vậy thì em thấy mối quan hệ giữa hệ số công suất là chữ cos phi, đúng không? Với tần số, cos phi và tần số, lúc này chúng ta phải vẽ cái bảng biến thiên ra. LC omega bình là S trong này nè. 1. Đây là cos phi ha. Và em nhớ nó sẽ tăng lên cực đại rồi giảm xuống. À, và bên này sẽ là mạch dung kháng. Bên này sẽ là mạch cảm kháng. Đúng không? À, và khi nó tăng như thế này, nó tăng như thế này, vậy nếu lúc đầu nó nằm bên phần dung, à, cho cái mũi tên ngay đây luôn đi ha. Nếu lúc đầu nó nằm bên phần dung đấy thì khi mà tần số tăng thì lúc này hệ số công suất sẽ tăng, đúng không? Nhưng mà nếu tiếp tục tăng thì nó đi qua phần cảm thì hệ số công suất tăng lên tới cực đại rồi sẽ giảm xuống. Cho nên khi mà tăng tần số thì cos phi nếu mà đúng bài bản sẽ là tăng rồi giảm, đúng không các em? Cho nên đề bài này nói giảm dần khi tần số dòng điện giảm là câu A là chưa chính xác, đúng không em? Câu B, tăng dần khi R tăng dần, cos phi thì bằng gì? Câu B giờ nó không liên quan tới tần số nữa, cos phi. Cos phi công thức nó là R chia Z. Nhắc lại cos phi là gì? Y là một đường ngang, R là một đường ngang, ZL hướng lên, ZC hướng xuống. Đây là Z toàn mạch, đây là R. Và cos phi nó sẽ bằng là R chia cho Z. Đúng chưa? Vậy thì đề bài nói tăng dần khi điện trở tăng dần. Mình kiểm tra nha. Mình kiểm tra nha. Mình kiểm tra nè. Nếu như mà điện trở tăng dần, đúng không em? Nếu điện trở tăng dần thì cái R này sẽ tăng lên tới vô cực. Đó. Z này thì nó bằng gì các em? Căn bậc 2 của R bình cộng ZL trừ ZC tất cả bình. Vậy nếu mà R này bình phương này mà cứ tăng hoài lúc đó nó sẽ quá lớn, và ZL ZC này nó là gọi là sao ta? Là quá nhỏ thì cái này nó cũng tăng tới vô cực. Em hiểu không?
Vậy vô cực chia vô cực thì nó bằng là bằng là một. Như vậy về cơ bản R tăng sẽ làm cho cos phi tăng, bởi vì là cos phi ở đâu không biết, nhưng mà R càng tăng thì cos phi càng tiến về tới một, em hiểu không? R tăng, mẫu tăng, tử tăng, thì vô cực chia vô cực thì cos phi sẽ tiến dần tới một. Đấy, lim cos phi tiến dần tới một nè. Như vậy thì ý nghĩa là R tăng là cos phi tăng là đúng rồi. Nhưng một cái mạch điện là phải để dòng điện chạy qua thì mới gọi là một cái mạch. Còn bây giờ mà R tăng tới vô cực, R mà tăng tới vô cực thì đúng là cos phi là đạt tăng dần rồi đó. Nhưng mà lúc này cái mạch điện nó có còn xài được không em? Dòng điện không chạy qua được nữa. Cho nên mặc dù về toán học thì cái câu này là đúng, nhưng mà về vật lý mạch điện này không xài được, cho nên câu này là sai. Ai hiểu comment một giùm thầy ạ. Ai không hiểu comment hai. Ai hiểu comment một, ai không hiểu comment hai. Rồi em bị rối rồi. Vậy giờ từ từ nha. Thầy hỏi nè, bây giờ thầy hỏi cái ý nè. Khi mà R tăng là tử tăng và mẫu cũng tăng tới vô cực, tử cũng tăng tới vô cực, cho nên cos phi tiến dần về một. Em hiểu cái ý này chưa đã? Cos phi bằng R chia Z. Nếu mà R tăng tới vô cực, mẫu là Z bằng căn bậc 2 của R bình cộng ZL trừ ZC. R mà tăng lên thì mẫu này cũng tăng tới vô cực. Thì này trên vô cực, dưới vô cực thì cos phi là bằng 1, là tăng lên cực đại. Vậy ý nghĩa là cos phi R càng tăng thì cos phi tăng lên bằng 1 là hoàn toàn đúng. Em hiểu ý này chưa? Hiểu ý này rồi comment 1 giùm thầy coi. Ai vẫn chưa hiểu ý này là comment 2. Rồi, rồi vậy là về mặt toán học là các em hiểu hết rồi đúng không? Rồi về mặt toán học là hiểu hết rồi. Đấy, nhưng mà như bạn Minh Thư nói đó, đây nếu đây là một bài toán thì cái câu này nó sẽ là đúng. À, nhưng mà đây là một bài lý cho nên câu này nó sẽ là sai. Bởi vì lúc đó R nó tiến tới vô cực thì đâu có mạch điện nào chạy qua được đâu. Dòng điện không chạy qua được thì cái mạch này vứt. Ha, mà trong vật lý cái mạch là phải để xài được. Em hiểu không ta? Cho nên câu B này không được chọn. À, vậy thì mình phải tìm tiếp tục coi câu nào đúng hơn nữa. Ai đã ok rồi thì comment ok coi nào. Ai vẫn chưa ok comment 2. Câu C. Câu C. Hệ số công suất tăng dần khi ZL có giá trị dần tới ZC. Đây cái chữ này rất là quan trọng nè. Dần tới ZC. Cos phi tăng dần khi ZL tầng dần tới ZC. Nghĩa là sao em? Nghĩa là ở đây nè. Mạch dung có nghĩa là ZL nhỏ hơn ZC, đúng không? Mạch cảm có nghĩa là ZL lớn hơn ZC. Đấy. À, vậy nếu như mà ZL nhỏ hơn thì ZL sẽ tăng lên để cho nó tới ZC. Bằng ZC, ZL dần tới ZC có nghĩa là ZL tiến tới bằng ZC. ZL mà lớn hơn thì ZL sẽ ve lui để mà nhỏ lại bằng ZC. Đấy, dần tới có nghĩa là nếu đang nhỏ hơn thì tăng lên để bằng ZC. Nếu đang lớn hơn thì giảm đi để bằng ZC. Vậy thì cho dù là đang nhỏ hơn hay đang lớn hơn mà dần tới ZC nó đều quay về mặt cộng hưởng và khi đó cos phi đều là tăng dần. Như vậy câu C là câu đúng. Mình chọn C. Ai hiểu được rồi comment C coi. Ai chưa hiểu comment 2 nào? Ai chưa hiểu comment 2? Đấy, ok, ổn ha. À, lý thuyết nó là như thế, mình phải hiểu rất là sâu. À, mặc dù mình học mình vất vả như vậy nhưng mà khi đi thi em thấy mình mạnh hơn đối thủ rất nhiều. À, cos phi tăng dần khi tần số dòng điện giảm thì câu D này mình sẽ thấy gì? Nếu như mà cos phi tăng mà đang nằm đây nè. Đấy, thì tần số dòng điện à dần tần số giảm đúng không? Tần số giảm vậy đang nằm đây mà ve lui tần số giảm thì cos phi sẽ tăng. À, ve lui nữa thì cos phi sẽ giảm, cho nên câu D là sai ha. 35 xong, qua 36. À, tháng này là tháng 10, tháng 11 cho nên thầy dạy nhẹ nhẹ nha các em. Để cho các em gọi là thư thả có thời gian học những môn khác. Nhưng mà qua tháng 12, tháng 1,
tháng Tết chúng ta sẽ học nhiều hơn được không các em? Mấy tháng đó mình rảnh rang mình học nhiều hơn ha. Giờ thầy không dám tăng nhiều trong giai đoạn này. À, một số đứa trong các em là muốn học nhiều thôi, đa số các bạn là bị quay trong trường cho nên là thầy chỉ dạy vừa đủ để các em đủ kiến thức để mà gọi là xử hết 80-90% các bài tập trên trường, nhưng mà 100% thì không đủ được. Đúng rồi, đem giao thừa cũng giải lý, học xuyên Tết luôn, chơi. Học 6 tiếng ha, giao thừa học 6 tiếng, học từ 9 giờ tới 3 giờ sáng chơi không? Hay là mình học từ 6 giờ, học từ 6 giờ tới tới 12 giờ có phá bông luôn. Thôi tụi bay chỉ được cái chém, lúc đó dạy có mình tao coi, tao livestream không mắt xem. RLC mới nói tiếp thì công suất của mạch tăng 4 lần khi công suất tăng 4 lần ha. Công suất thì là P bằng là RI bình hoặc là bằng UI cos phi. Đúng không? Rồi hệ số công suất của mạch điện tăng 4 lần. Đúng chưa? Điện trở tăng 4 lần. À vậy thì với bài này á mình phải phân tích cái chữ đó ra, P bằng UI cos phi nè. Ha. Đấy, hệ số công suất tăng 4 lần. UI là hằng số thì câu A là tăng 4 UI hằng số. Ok, có thể đúng ha. Câu A có thể đúng. Có thể thôi, chưa biết nha. Để một dấu thôi, nếu mà hai dấu tập lên cái nữa là đúng, giờ một dấu. Câu B nè. Điện trở của mạch tăng lên 4 lần. P thì bằng gì đây? R Y bình liên quan tới điện trở. Nhưng mà khổ nổi trong này R Y bình thì lại là R U bình chia cho Z bình. Đấy. Rồi, nếu mà mình nhân R chia R vào hai vế như thế này thì nó sẽ thành là R bình chia Z bình U bình. À, R bình chia Z bình thì nó thành gì em? Cos bình phi. Đúng không? Từ từ đọc kỹ đề coi. Nhân R chia R. R. Đây, nó ra vậy. Thì là P bằng là U bình chia R cos bình phi. Đúng chưa? Vậy thì là R mà tăng lên 4 lần. R mà tăng lên 4 lần. R mà tăng lên 4 lần. Từ từ nha. Phân tích kiểu này là dở rồi. Phân tích kiểu này là dở rồi. Phân tích kiểu này là dở, làm cho các em khó hiểu rồi. Bỏ qua câu này, bỏ qua ý này. Câu B bỏ qua ý này ha. Câu C nè. Hiện thế giữa hai đầu mạch điện tăng lên 2 lần. Đây, khi mà em thấy em phân tích ra như này. Đấy, thì hiện thế mà tăng lên 2 lần thì có phải là P tăng lên 4 lần là hợp lý không? Cho nên mình chọn C. Giờ thầy chọn câu C đi đã. Rồi thầy sẽ nói lý do mà mình loại những câu kia ha, thầy phân tích nhiều quá. Rồi từ đây ra tới đây thì các em hiểu đúng không? Từ đây ra đây thì các em hiểu đúng không? Đó, vậy thì khi mà em ra được như thế này nè, thì em thấy là nếu mà U tăng lên 2 thì là bình phương nên là P tăng lên 4, đúng không? Vậy tại sao mà cái câu A sai, câu B sai và D sai, thầy sẽ phân tích lại ha. Phân tích lại cho nó dễ hiểu hơn thôi nè. Nhìn nè. Nhìn ha, 36 nè. 36. A. Hệ số công suất của mạch điện tăng 4 lần, P thì bằng là UI cos phi. Đúng không em? À, và cái cos phi này mà tăng 4 á thì em phải hiểu rằng là chỗ này nè, U nè, Y này chính là gì? U chia cho Z. Đúng không? Y là U chia Z. Cos phi này là gì? Là R chia cho Z. Đúng chưa? Và trong Z này có R. Trong Z này có R. Trong Z này có R. Đúng không? Vậy thì cos phi này mà tăng lên 4 thì có nghĩa là R chia Z tổng lại là tăng lên 4. À, em hiểu chỗ này không? R chia Z tổng lại tăng lên 4. Mà nếu như mà R chia Z mà tăng lên 4 vậy thì R với Z cùng là hai biến số. Và nếu như mà Z này thay R này thay đổi thì trong Z này thay đổi. Mà trong Z này thay đổi thì trong Z này thay đổi. Vậy thì cái này mà tăng lên 4 lần bắt buộc cái chỗ này nó cũng phải biến đổi, không biết là tăng hay giảm. Cho nên nếu như mà cos phi mà tăng lên 4 à, cái vế bên cái cục này nè mà tăng lên 4 nè.
thì cái cục Y này vì nó chứa Z nó cũng sẽ bị thay đổi theo. Do đó nguyên cái P này không thể nào là tăng lên 4 được. Hiểu ý này comment 4 giùm thầy coi. Này là toán học ấy. Ai không hiểu comment 2 nè. Ai hiểu ý này comment 4, ai không hiểu thì comment 2. Toán thôi ha. Thế mấy đứa ngáo đá kia làm sao, im ra làm sao? Đâu hết rồi. Comment đi bay. Hiểu comment 4, không hiểu comment 2 mạnh dạn lên nào. Này cũng được gần 20 đứa mà. Hai không hiểu rồi, cái thằng Năng lâu rồi mới thấy comment nha. Đợt trước thấy Năng nổ lắm mà đợt này sao sao á. Rồi không hiểu câu A không sao, qua câu B là sẽ hiểu nè. Câu B. Điện trở R tăng lên 4 lần. B ha. B. P. Nó có hai công thức UI cos phi và R y bình. Bài này nó nói đến tới điện trở cho nên thầy sẽ viết là R y bình đây. Rồi vậy thì em nhớ nếu mà R này mà tăng 4 thì liệu có làm P này tăng lên 4 được không? Vậy thì để biết điều đó em phải nhớ rằng là R này tăng 4, ok rồi. Nhưng mà trong cái Y này là U bình chia Z bình. Mà trong cái Z này thì nó lại là căn bậc 2 của R bình cộng ZL trừ ZC tất cả bình. Có nghĩa là khi mà R ở đây nè mà tăng 4 nè thì trong cái R này nó cũng tăng đúng không? Mà cái R này tăng thì làm cho cái Z này cũng thay đổi. Đúng không? Như vậy R tăng 4 và Z thay bộ đổi thì liệu có làm cho P này tăng 4 được không em? Đó là điều không thể. Hiểu được chỗ này chưa mấy đứa? Mấy đứa chưa hiểu comment 4 nếu hiểu rồi nè. Comment 4 nếu hiểu rồi. Comment 2 nếu vẫn chưa hiểu nè. Comment 2 nếu vẫn chưa hiểu. Coi còn ai comment 2 không? Rồi ok. Vậy thì câu A nó giống như câu B đó em. Cùng một tình huống nó xảy ra ha. Thầy phân tích câu D nè. Cường độ dòng điện trong mạch tăng 4 lần. Câu D, thầy phân tích câu D ha. Câu D phân tích như thế nào đây? Câu D nè. Đây, 36 đây. Cường độ dòng điện trong mạch tăng 4 lần. D nha. Để mình có là P bằng RI bình hoặc là UI cos phi cũng được. Đấy, vậy mình sẽ có đây là nếu mà cường độ này mà tăng 4 đúng không? Trong khi đó cường độ này nó chính là gì em? U bình chia Z bình. Đúng không em? Vậy thì cường độ này tăng 4 mà U là hằng số. Hiểu không ta? U là hằng số, U này là hằng số nè. Cường độ tăng 4 nghĩa là Z giảm 2. Mà Z này là căn bậc 2 của R bình cộng ZL trừ ZC tất cả bình. Đấy. Vậy thì Z này giảm 2 thì nó có khả năng là R này cũng giảm. Mà nếu R này giảm thì R này cũng thay đổi theo. Điều này đồng nghĩa việc là nếu mà Y tăng 4 thì P không thể tăng 4 được. Em hiểu không? Hoặc là đừng có làm rườm rà như vậy. Mà em thấy đơn giản là Y mà tăng 4 bình phương lên nó đã khác 4 rồi. Cho cái độ này không thể tăng 4 được. Hiểu không em? Ok. Ok chưa các em? Ok chưa? Rồi các em đã hiểu bài này rồi comment đáp án giùm thầy lại coi nào. Đã hiểu bài này rồi comment đáp án lại giùm thầy coi nào. Đấy. Rồi xem lại video để có mấy cái này ha. Xem lại video để coi kỹ hơn cái này nha. Đây là phút thứ khoảng 1 tiếng rồi đó. Câu số 36 xong. Câu số 37 nè. Nếu mà em học đàng hoàng với thầy mà gọi là câu sau câu C có hai công thức mà thầy sao sử dụng công thức trên mấy. Rồi ok, thầy nói thêm về câu 36 này lần nữa ha. 36 nè. C nè. Đúng không? Hai công thức thực ra nó là một đó em. Hai công thức thực ra là một, P bằng là RI bình và P bằng là UI cos phi. Thì hai công thức này biến đổi qua lại được mà. RI là gì vậy? U bình chia cho Z bình, đúng không?
vậy bằng là R chia Z nhân cho U chia Z đấy, nhân cho U chia Z nhân cho U, thấy không em? Đấy, vậy chỗ này chính là gì vậy? Cos phi nè, y nè, u nè, thấy không? Cho nên hai công thức của cos phi trên thực tế nó chỉ là một và biến đổi qua lại thôi, được chưa các em? Và câu C sở dĩ mình chọn, thầy phân tích lại sở dĩ mình chọn câu C nè. P bằng R y bình, phân tích lại ha, bằng là R nhân cho U bình chia Z bình. Thầy nhân thêm R, chia R vào hai vế, thầy sẽ ra được gì đây? Bằng là U bình nhân cho chia cho R nè, U bình nè, chia cho R nè. Chỗ này còn lại R với R là thành là R bình chia Z bình, thì để đây. Vậy thì P sẽ bằng là U bình chia R nhân cho cos bình phi. Đấy. Vậy thì trong cái cos phi này nó có R, thấy không? Thằng này nó có R. Cho nên nếu mà R thay đổi dẫn tới cos phi thay đổi, cos phi thay đổi dẫn tới R thay đổi. Và cả hai cái đó thì nó sẽ làm cho cái P này nó bị biến đổi theo hai biến cố. Nhưng mà riêng cái nếu như không đụng tới R, không đụng tới cos phi mà chỉ đụng tới U thôi, thì thằng U này nó không ảnh hưởng gì bởi bởi bị ảnh hưởng gì bởi R và cos phi cả, cho nên U này tăng lên 2 thì P sẽ tăng lên 4, đúng không em? Vậy chốt lại cái bài số 36 này á, là nó sở dĩ AC ABD mà nó bị loại là vì lúc nào nó cũng thằng này thay đổi kéo theo thằng này thay đổi, thằng này thay đổi kéo theo thằng này thay đổi, hai thằng thay đổi cho nên P nó không thể tăng được 4 được. Nhưng mà riêng với trường hợp OC thì thằng này U này nó không bị ảnh hưởng bởi hai thằng kia, cho nên nó biến đổi chỉ làm cho P biến đổi, được chưa? Xong câu 36, qua câu 37. Chọn câu sai, trong mặt điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp thì 37 nè. Mặt RLC mắc nối tiếp thì là câu nào sai, câu nào sai, câu nào sai. Câu này ở đề nó đúng về này nè, y bằng u u nhỏ nó chia cho r lớn, y bằng là u nhỏ r, cái này chắc chắn là u nhỏ r, chỗ này đánh máy thiếu nè. Y bằng u nhỏ chia cho Z, y bằng u nhỏ l chia cho zl, y bằng u nhỏ c chia cho zc, hiểu không em? Nhìn là mình biết đánh máy sai rồi, em sửa vô cái đề dung luôn mình thầy ha. Nếu vậy thì giờ em chọn coi câu nào là câu sai em. À no, thầy đang hiểu sai đề, thầy đang hiểu sai đề hả? Thầy đang hiểu sai đề, đề đúng rồi đó. Vô, lỗi của thầy nha, lỗi của thầy nha. Đề đúng rồi. Cái ý này nào là y bằng u lớn chia r, chỗ này không có chữ r nha. Thầy cho các em coi cái đề của đề đúng ở đề này bị thầy bôi xóa rồi nó sẽ dở. Đây em nhìn đây. Y bằng u lớn chia r, y bằng u lớn chia z, y bằng u l chia l, y bằng u c chia z c. Vậy thì câu này là y bằng u nào chia z nấy, u tầng mạch chia z tầng mạch, u c chia z c, u l chia z l là hoàn toàn đúng. Chỗ này câu sai là câu a, đáng lẽ phải là u r chia r thì được, còn u tầng mạch chia r là sai ha. 37 hiểu rồi, comment a giùm thầy coi. Chỗ này do lỗi thầy đọc chưa thầy kỹ đề. Comment a nếu em đã hiểu câu 37 rồi. Rồi xong. 38. 38 xem đề bài nói gì. 38. Chọn phát biểu sai. Cho mặt điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp thì công suất của mặt điện xác định bởi công thức. Đấy, một lần nữa chúng ta chọn. Rồi chọn luôn đi em, nãy mình chứng minh rồi. Ba mươi tám, tự tay chứng minh lại giùm thầy coi công suất mạch điện được tính bởi công thức nào.
Chưa ai chứng minh được đúng không? Thầy chứng minh nha. P bằng R y bình UI cos phi cũng được, tại vì mình biết là hai công thức đó biến đổi qua lại được đúng không? Chưa thấy đáp án. Rồi phân tích là R thì bằng là U bình chia Z bình. Ở đây có một cái là cos phi nè, thì mình biến đổi chỗ này thành là R chia Z nhưng cho U bình chia Z. Ê, bằng là cos phi nhân U bình chia Z. Thấy đáp án chưa các em? Thấy đáp án chưa? Đấy, vậy thì câu số 38 này đáp án là câu câu gì? Câu gì? 38 đáp án là câu C. Ổn không các em? Ok con dê ha. Ai cảm thấy ổn thì comment C nào. Ủa, không sai hả? Ok, tốt. Vậy là coi như là các em có tập trung cho buổi học và thật ra thầy chỉ đang thử các em xem các em có tập trung hay không thôi. Đấy, thì chúng ta chỗ này là C đúng. C đúng, không chọn C ha. Đấy, hôm nay có lời khen cho các em vì các em đã tập trung buổi học rất là tốt. Bây giờ thầy phân tích lại câu A này. Rồi, chỗ này sẽ là P bằng chỗ này nó là U Y R Z cho nên sẽ phân tích dựa trên công thức là U Y cos phi. Đúng không? Thì là U Y cos phi là R chia Z. Thì em ta thấy là A đúng. Đấy, giờ mình cũng không chọn A. Đúng không? Giờ câu B nè. P bằng U bình chia R, P bằng U R bình chia R. Thì công thức nào là sai? Phân tích ha, câu B nè. P bằng U bình chia R. Trong khi mình có P bằng là U bình chia R chỉ khi mặt cộng hưởng. Đúng không em? Trong khi đề này nói có nói mặt cộng hưởng không? Nếu mặt điện C chiều R sẽ mắc nối tiếp thì công suất của mặt điện được xác định bởi thức. Vậy thì câu B này là sai. Vì đề không nói mặt cộng hưởng. Đúng không em? Chỗ này mặt cộng hưởng mới được xài công thức này. Mà đề đâu có nói mặt cộng hưởng đâu. Vậy thì câu B sai. Được chưa? Thì mình chọn B nè. Đấy, hợp lý ha. Tất nhiên là còn một câu thầy phân tích luôn, câu D. P bằng U R bình chia R. Mạch điện RLC, đúng không? Mạch RLC. Mạch này là RLC. Câu D này. Câu D. Vậy thì P sẽ bằng là R Y bình bằng là R nhân cho U bình chia Z bình. Nhân R chia R vào hai vế là bằng là U bình chia R nhân cho R bình chia Z bình. Vậy là P bằng là U bình chia R nhân cho cos bình phi. Đấy. Từ. UR chia R đúng không? Vậy không 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 xài công thức này được. Không xài công thức này được. Mà xài vậy nè, P bằng là R Y nó sẽ bằng là UR bình chia R bình. Đúng vậy không em? Y thì bằng U nào chia Z nấy. Xài công thức này thì nó không ra UR mà nó ra U tầng mạch. Trong khi cái chúng ta cần là chữ UR. Đúng chưa? Vậy tới đây thì P sẽ bằng là UR bình chia R là hoàn toàn đúng. Vậy mình không chọn D. Ai hiểu bài này rồi comment đáp án giùm thầy coi. Hiểu ý này chưa? Hiểu ý này chưa? Đấy. Vậy thì câu A đúng, câu C đúng, câu D đúng. Cho nên chúng ta chọn đáp án là câu B. Chúng ta hiểu sâu, hiểu rõ ha. Rồi, ok, rất tốt các em. Ai không hiểu comment 2 nào? Ai không theo kịp comment 2 nào? Cứ mạnh dạn nói đi để thầy biết, thầy điều chỉnh tốc độ giảng bài. Rồi, vậy xem như là ổn ha, 38B.
39. Cho hoạt động mặc định xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện, dây mắc nối tiếp với tụ điện. À, nhưng mà em để ý một điều là thông thường các bài toán á, khi mà nó nói cuộn dây mà nó nói chổng không như vậy là nó có hai có tình huống, hai tình huống xảy ra. Một là cuộn dây thuần cảm là chỉ có L, hai là cuộn dây có cả L và điện trở R nhỏ. Em thấy không ta? Nó sẽ có hai tình huống như thế này. Mà đề bài này nói cuộn dây rất là chổng không cho nên nó có thể xảy ra một trong hai tình huống. Được không em? Nó nói là độ pha của điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với cùng đường điện mặt là pi chia 3. Bây giờ em mới nhìn nè. Nếu mà thông thường chỉ có L thì Y là một đường ngang. Đây là đường ZL và lệch pha là pi chia 2. Thấy rất rõ. Đúng không? Trong khi bài này nó nói rằng là dây lệch pi chia 3 thôi. Điều này đồng nghĩa với việc là dây này có R nhỏ ở trọng. Và đây là Z dây. Hiểu về chỗ này comment 1 giùm thầy. Hiểu chỗ này comment 1 giùm thầy. Ai chưa hiểu comment 2 giùm thầy. Ghi chép kịp không? Ok. Đấy, tụi bay có gì tụi bay phải nói nhanh hay là chậm hay là vừa phải tụi bay phải nói. Tụi bay mà không nói là tao đua, giống như cái bữa trước mà tao đua tụi bay nhớ không? Ai muốn quay lại tốc độ của bữa trước thì comment. Rồi, hôm nay học hăng say quá tụi bay. Đố tụi bay biết là hôm nay học có gì khác biệt so với bình thường, có ai nhận ra không? Đố bay biết. Đúng rồi, đẹp đúng không? Ai gọi thế? Cho thầy nghe điện thoại tới nha, phụ huynh gọi. Tiếp nha. Tiếp nha. Rồi, tiếp nào. Câu số 39. Em hiểu được ý này rồi đúng không? Hiểu được ý này rồi, bây giờ đọc đề tiếp nào. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng căn 3 lần hiệu thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch cuộn dây, đúng không? Vậy cái đầu tiên mà thầy muốn các em hiểu đó là bình thường dây này là lệch với cường đường điện pi chia 2. Nhưng mà đề bài lại nói là lệch pi chia 3, suy ra dây này có R nhỏ. Vậy là cái trường hợp này là bị loại nè. Đấy, mình suy ra là dây có R nhỏ và L. Được không? Rồi, vậy thì mạch này bao gồm là R nhỏ, L và C. Đấy. Bây giờ đề bài nói hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng căn 3 lần hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. À, vậy thì mình phải có gì đây? Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện. Này nhìn kỹ nè. Hiệu điện thế giữa hai hiệu dụng hai đầu tụ có nghĩa là chữ UC đó em. Đúng không? Bằng căn 3. Căn 3 gì? Căn 3 hiệu dụng giữa hai đầu dây, đúng không? Là bằng căn 3 U dây. Vậy thì em phải hiểu cái hình bây giờ nó thành như thế này nè. Nhìn cái hình. Mấy bài này là học cách vẽ hình đấy. Y nè, dây này có R nhỏ nè, có ZL nè. Cho nên chỗ này nó sẽ là Z dây ở đây.
đúng không? Và bây giờ tụ thì bằng căn 3 lần dây. Dây nó dài vậy mà tụ bằng căn 3 của nó, vậy có nghĩa là tụ dài hơn nữa, và hiển nhiên là tụ dài hơn cả ZL. Hiểu ý này chưa? Hiểu ý này comment căn 3 giùm thầy coi. Hiểu ý này comment căn 3 giùm thầy coi. Đi tới đâu hiểu tới đó nè. Ai không hiểu comment 2. Từng bước nha các em, bấm chữ căn 3 đi. Ừ. Rồi ok ha. À, giảng kỹ thêm một chút cho các bạn chưa hiểu nè. Nhìn hình ta thấy U dây là Z dây nè. Lớn hơn UL. Đúng không? Mà UC bằng căn 3 U dây, tức là UC lớn hơn U dây. Vậy suy ra UC lớn hơn UL, tức là ZC lớn hơn ZL. Vậy thì có dễ hiểu hơn không? Ai đã hiểu rồi comment căn 3 tiếp nè. Ai chưa comment comment đi, vẫn chưa hiểu comment 2 nè. Rồi ok, ghi chép đi các em. Khoai quá hả? Có thấy khoai không? Ừ, khoai, những cái bài khoai như thế này nó sẽ làm mình lên level đó các em. Ha. Còn ai chưa comment comment đi nào, Năng Nguyễn rồi. Bư rồi. Hôm nay Bư im lặng thôi. Bư là con của thầy á, con thầy tên Bư á. Diễm Quỳnh nó đòi làm con dâu thầy. Mà con thầy mới có 6 tuổi. Tụi bay là 17 tuổi. À, tụi bay bắt nhỏ, chưa gì bắt nhỏ lái máy bay rồi, khổ ghê chưa? Ok. Bu chứ không phải bư đúng không? Rồi ok. Vậy tóm lại là thầy vẽ dựa vào cái dữ kiện UC bằng căn 3 U dây. Thầy vẽ được cái ZC dài hơn ZL, đại diện là UC lớn hơn UL. Được không em? Lúc đó R là một đường ngang, ZL là một đường hướng lên, ZC là một đường xuống, cho nên đường này là đường Z toàn mạch. Thấy được không em? Và đề bài hỏi gì đây? Đề bài hỏi gì đây? Độ lệch pha chỉ hiện thế hai đầu cuộn dây, tức là đường này. Đúng không? So với hiện thế hai đầu đoạn mạch, tức là đường này. Vậy tóm lại là nó hỏi nguyên góc lớn này là bao nhiêu? Nó hỏi nguyên góc lớn này là bao nhiêu? Ha. Đấy, nó hỏi là độ lệch pha của U dây so với UC. Độ lệch pha của U dây so với UC. Được không? Độ lệch pha của U dây so với UC. Mà ở đây mình sẽ có là thằng này dây với lại y, theo đề bài nói dây với y là bi chỉ ba. Vậy trên thực tế mình chỉ còn đi kiếm kiếm thằng ở dưới, thầy đặt thằng ở dưới là alpha nè, là xong rồi đúng không các em? À, vậy là đặt thằng ở dưới là alpha là xong rồi đúng không? Rồi giờ giờ đi tìm alpha thôi. Đúng chưa? Tan alpha thì bằng gì? Nhìn hình ta thấy. À, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Thôi để giải xong bài này đi nói chuyện. Nhìn hình ta thấy, nhìn hình nè. Tan alpha bằng gì các em? Tan alpha, góc này ha, góc này góc dưới là alpha nè. Bằng cái cạnh này chia cho cạnh này. Cạnh này sẽ là gì? Là ZC trừ ZL. Bài nó đang dùng chữ U cho nên mình dùng U, vậy ZC đại diện cho UC, ZL đại diện cho UL, cho nên tan alpha sẽ bằng là UC trừ UL chia R. Ai hiểu comment cho thầy chữ R coi. Ai đang theo kịp, ai đang hiểu comment chữ R cho thầy coi. Ha, comment chữ R cho thầy biết là các em đang theo kịp, đang hiểu. Rồi ok nha. Tan alpha bằng UC trừ UL chia R. Đấy. À. Rồi nếu mà hiểu chỉ cho thầy chỗ sai nào. Nếu mà hiểu chỉ cho thầy chỗ sai. Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chỉ cho thầy chỗ sai, nếu hiểu chỉ thầy chỗ sai. À, ai nhìn ra à, mỗi lần như thế này sẽ làm cho các em tiến bộ lên, ngộ ra nhiều điều. Không, không phải chuyện rời nhớ hay rời nhỏ. Không phải chuyện lớn hay rời nhỏ, lớn hay nhỏ, cái này là do là đã viết nhầm thôi. Sai chỗ kia là chỗ nào?
là chỗ này là chữ R nhỏ nè, giờ sửa lại R nhỏ thì chỉ cho thầy chỗ sai xem nè. Đúng rồi, nhiều bạn nhìn ra rồi đó. Nếu như mình xem cái này là ZL, ZC thì chỗ này mình xem nó là R. Nhưng mình đang xem nó là UL, UC thì chỗ này nó phải là UR. Thấy được không các em? Nó phải đồng bộ với nhau. Ha, đồng bộ nhau. Vậy là UC trừ UL chia R, UR. Được không? Rồi, chỗ này tiếp nè. À, với UC bằng căn 3 U dây là một cái. Rồi. Cos bi chia 3, nhìn kỹ nha, tập trung kỹ nè, cos bằng kề chia huyền bằng là UR chia U dây. Suy ra là UR bằng U dây cos bi chia 3 là chia 2. Đấy, rồi, sin bi chia 3. Sin sin bi chia 3 bằng đối chia cho huyền. Đối chia cho huyền là bằng UL chia U dây. Vậy suy ra là UL bằng U dây căn 3 chia 2. Thấy chỗ này chưa? UL bằng U dây căn 3 chia 2, UR bằng U dây chia căn chia 2, UC bằng U dây căn 3. Thấy không? Thấy không? À, giờ chỗ này tan alpha sẽ bằng gì các em? UC sẽ là căn 3 U dây. UL sẽ là U dây căn 3 chia 2. Thấy điều kỳ diệu xảy ra chưa? Rồi, UR sẽ là gì? U dây chia 2. Thấy điều kỳ diệu xảy ra chưa? Thấy điều kỳ diệu xảy ra chưa? Suy ra alpha bằng, rồi các em tự tính suy ra độ lệch pha của U dây so với U bằng. Rồi các em tự tính giùm thầy xem. Đấy, tự vẽ hình tự tính giùm thầy xem. Đấy, cho các em 2 phút để viết lại rồi vẽ hình tính giùm thầy đáp án là câu nào. À, chúng ta đang học ở những cái level rất là cao ha. Rồi, chọn đáp án nha. Rồi đúng rồi. Gì mà CD đây? Một cái đúng rồi nào. Sao mà đã giải tới đây rồi mà vẫn còn chưa ra được là sao? Ai CD đây? Đọc kỹ đề nào. Độ lệch pha của hiện thế giữa hai đầu cuộn dây so với hiện thế hai đầu mạch. Cuộn dây so với hai đầu mạch. Cuộn dây so với hai đầu mạch. Ha. Cái mà chúng ta đang tìm là cái góc alpha. Là góc này nè. Đúng không? Cái chúng ta tìm là góc alpha. Còn đề bài kêu so sánh độ lệch pha của cuộn dây là chữ Z dây nè. So với hai đầu mạch là chữ Z nè. Đó. Có nghĩa là U dây nè. So với U toàn mạch nè. Đấy. Vậy thì em phải nhìn ra là độ lệch pha của U dây so với toàn mạch là nguyên góc lớn này. Nó phải bằng là pi chia 3 cộng alpha. Thấy được chỗ này chưa? Đấy. Alpha mình tính ra rồi nè. Sau đó mình mới lấy là cái góc alpha này cộng thêm cái pi chia 3 này nó mới ra được là độ lệch pha của U dây so với U toàn mạch. Đúng không em? Đó. Comment cho thầy đáp án xem nào. Những bạn nào chưa ra comment đáp án xem nào. Phải ra chứ. Đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy. Ok. Rất tốt. D. 120 độ hả? Ha. Đấy, vậy thì chúng ta xong đề nha.
Khoai nhưng mà hiểu là ngon rồi. Đấy, bây giờ 40 nè. 40 nè. Nếu như mà chúng ta đã học tốt bữa giờ thì thầy tin là các em có thể tự làm được câu 40. Để cho các em 2 phút ha. Bây giờ là 7 giờ 26 theo đồng hồ của thầy. Cho em 2 phút ra được đáp án giùm thầy. Đúng 7 giờ 28 thì sẽ sửa. À, chỉ 1 phút là xong rồi. Thầy sửa chỉ 1 phút là xong. Nhưng mà thầy muốn các em làm 2 phút trước. Làm đi các em. Vẽ cái hình câu 40 coi. Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuận R. Dây có R nghe chưa? Mắc nối tiếp với tụ điện. Giống bài trên đấy. Biết hình thế giữa hai đầu cuộn dây lực Fibonacci so với hình thức giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuận với cảm kháng ZL của cuộn dây và dung kháng ZC của tụ điện là. Đấy, hiểu được câu 39 sẽ làm được câu 40. Hiểu được câu 40 coi như là phần này chúng ta đã tiếp thu tốt. Ha, thì hoàn toàn có thể yên tâm về các em. Chỉ cần hiểu được thôi. Bạn nào mà giờ này mà tự làm được luôn là xuất sắc. 27 rồi, các em còn 1 phút nha. Sao 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 C, có một bạn ra C rồi kìa. 28 rồi, còn ai ra được nữa comment cái nào. Đúng sai không quan trọng, quan trọng mình có làm có ra là được. Ai làm được nữa nào? Comment cho thầy coi. À. Đây, rất hay. Rồi thầy sửa luôn đây, có hai bạn comment rồi ha. Ai làm được cứ comment. B, tụi bay. Công thức gì của tam giác vuông? Tụi bay sao thông thiếu D không? Đi comment D luôn đi cho nó chẳng. Rồi, nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè ha. 40. Mạch điện này gồm cuộn dây có R. Cuộn dây có R, có nghĩa là cuộn dây này nè. Thông thường nó chỉ có L, nhưng mà bây giờ R có một cái điện trở ở trong, có khi là đề bài ký hiệu R nhỏ, có khi đề bài ký hiệu R lớn, có khi đề bài ký hiệu R zero, điều đó không quan trọng ha. Mắc nối tiếp với tụ điện. Đấy. Biết hiện thế giữa hai đầu cuộn dây lực và bi chia hai so với hiện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Hai đầu cuộn dây. Độ lực pha của cuộn dây so với đoạn mạch là bi chia hai. Đấy, giờ nó hỏi mối liên hệ. Vậy thì cái bài này nó giống bài trước không em? Đúng không? Y là một đường ngang nè. R, hồi bài trước là mình ký hiệu R nhỏ, bài này ký hiệu R lớn, thực ra nó cũng thế. Đúng không? Này là Z, L nè. Hai cái này kết hợp lại là Z dây nè. Đúng chưa? Rồi, cũng giống như bài trước, ZC từ đây kéo cả mặt đi xuống như này nè. À, và lúc này đường Z toàn mặt là đường này nè. Và góc này đề bài nói là vuông. Đấy, bây giờ nó hỏi hệ thức nào là đúng. Vậy thì em sẽ có gì đây? R bình bằng cạnh này nhân vô cạnh này. Thế thôi, đúng không em? Tức là R bình bằng là ZL nhân cho ZC trừ ZL. Thấy đáp án đúng chưa các em? Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Đúng không? R bình bằng ZC nhân cho ZC, ZL nhân ZC gì ZL. Ai ra được rồi? Ai đã hiểu rồi comment đáp án đúng lại cái nữa nè. Ai chưa hiểu comment 2? Đúng rồi, ai đã hiểu rồi comment đáp án đúng giùm thầy, ai chưa hiểu comment 2. Đấy, em thấy học những cái buổi này thấy nó giá trị không? À, một cái buổi học là mình học xong mình cảm thấy là mình ngộ ra được nhiều điều thì đó là một buổi học chất lượng. Còn thời gian nó không quan trọng, triết lý của thầy là học ít mà chất. Ha, có thể một tuần học hai buổi, có thể học tuần học một buổi, có thể học tuần học ba bốn buổi, không quan trọng, nhưng triết lý của thầy là học ít mà chất. À, trong một buổi học mình ngộ ra nhiều điều, đó là cái thứ làm cho mình tiến bộ lên ha. Ai chưa hiểu comment 2 nào, ai đã nhìn ra được cái kết quả rồi comment đáp án. Rồi đúng rồi, ok ha. C
Rồi vậy hôm nay mình làm lại từ câu 26 tới câu 40 nha các em. Làm nhẹ. À, câu 29,75 đề giữa kỳ của em gần giống câu của thầy có nghĩ rồi. Trường mà giờ này mà ra đề giữa kỳ mà có câu có chương điện xe chiều là trường của em hơi bị kinh, thì lấy học trường nào về em? Rồi ok nghỉ nha các em. Ba các em nè, nhớ làm lại bài tập ha. À câu chương 1 mà nó dạng tương tự đúng không? Rồi ok, bài nha. Nhớ làm bài nha. Chăm học vào. Thầy tắt á.